Xin chào các bạn, đây là bóng rổ miền Nam và Lingo đây. Sau hai tập đầu tiên của series hành trình của các đội trong top 6 ở phần bảng giải đấu bóng rổ trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Lingo 2021, series đã nhận được những sự quan tâm và đóng góp từ các bạn. Chúng mình rất vui và cảm ơn các bạn vì đã luôn theo dõi và ủng hộ chúng mình. Để tiếp tục hành trình lần này, thì đội được lên sóng sẽ là Hutech Basketball, đội bóng tới từ trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Hutech cũng không còn quá xa lạ với các bạn theo dõi giải đấu bóng rổ dành cho sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh, khi mà năm nào Hutech cũng lọt vào vòng knockout. Sở hữu các tài năng trẻ và xém trẻ như Nhật Huy, Trần Hà Quốc Đạt, Cười Phú Tỷ và đặc biệt là Nguyễn Lâm Anh Duy. Hutech là đội có rất nhiều cá nhân nổi trội. Nếu như vòng ngoài của Hutech có Nhật Huy và Kiều Phú Tỷ sở hữu khả năng đường phố banh chắc chắn cùng với tầm nhìn chiến thuật tốt, thì vòng trong của đội bóng này có Nguyễn Lâm Anh Duy với thể hình siêu khủng để chụp rebound cùng với Trần Hà Quốc Đạt, chàng trai có trung bình trên 15 điểm mỗi trận tại vòng bảng của giải đấu sư phạm. Có thể dễ dàng nhìn thấy rằng đội hình của Hutech khá hoàn hảo khi có người dẫn banh chắc chắn, có các cầu thủ có khả năng bắn xa, rebound tốt và lấy chắc điểm trong những pha lên rổ và ghi điểm cận rổ. Hơn nữa, kinh nghiệm của các cầu thủ Hutech cũng là một điều đáng nhắc đến, khi đa số các cầu thủ trong đội hình chính ra sân của đội bóng này đã thi đấu vô số giải trong thành phố và cả quốc gia. Có thấy Hutech là một ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch không? Vẫn là câu nói cũ, hãy comment ý kiến của các bạn dưới đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn.